Đây, đây là chương trình trải nghiệm một ngày tại Disneyland. Đang Bạch Tuyết đi lạc. Mình sẽ ăn trưa xong là sẽ đi chơi để tối luôn. Xong rồi. Em để này lên rồi, nhấn vô. Nhấn. Rồi đi ra chơi game khác nha. Chúng tôi đang xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc. Rồi. Cũng may là thời tiết mát mẻ đó. Hơi nắng xíu thôi. Giờ con chơi cái gì? Chơi trái và tròn tròn. Mình nhìn xem ông ta đi được. Sang vòng. Chốt ba con người. Thank you. Cái này ý nghĩa là cưới. Chúng tôi đang ngồi đợi coi show diễu hành. Thank you.
Xem cửa hàng máy ảnh ở Nhật. Wow. Này, quay bên này nè, đi lên nè. Xe lửa này con có rồi mà. Con chưa có, nó mất tiêu rồi. Mình mua đồ chơi mình phải tự xách đồ chơi của mình nghe không? Wow. Anh em ơi. Hello. Đây là hành trình chụp ảnh cưới của tôi ở bên Nhật. Tôi đang có mặt tại Nhật Bản thành trình cưới. Đồ la liệt. Rồi diễn đi. Sao sắp nó lên nhở? 1, 2, 3. Đây là lần đầu tiên Jayden với Jayla đi tàu. Trời vừa đi chuyến tàu từ Tokyo đến Kyoto, Osaka. Thì bây giờ đang ở trong cái tiệm bánh của ga tàu. Cái chị hướng dẫn viên này nói là ở đây có bánh trà xanh rất là ngon. Mọi người đang lựa. Mới mua ly Starbucks quá thèm rồi. Nhưng mà Starbucks ở bên đây khác một xíu là ly. Kiểu cái size đó rất là khác bên Việt Nam mình. Size này á thì mình có thể kiểu uống ví dụ mà order nhiều ly cũng được luôn, nhiều loại khác nhau cũng được, uống không bị ngán. Size này hợp lý này. Cảm nhận của bạn sau khi mất vé tàu và tìm lại được vé thì sao ạ? Mặc dù đồ ăn rất là không ngon nhưng mà tôi vẫn ăn. Chết rồi.
từ Tokyo mà mua một đống đồ. Thì hồi nãy là nhà ga ở đằng đây, giờ sẽ đi bộ qua khách sạn để check in. Rồi mình sẽ ở Kyoto vài ngày. Đây, khách sạn ở bên đường nè. Rồi bây giờ mình đi ăn nha. Ta sẽ nhìn nghe vậy. Bên này hay bên này? Rồi tham khảo đi. Mình đừng vội, mình đừng vội quyết định như vậy. Ôi đừng, đồ ăn. Lại đây nhà đóng cửa bây giờ. Quên kia coi đồ ăn. Ôi đồ ăn. Hay là combo. Sau 1000 cái lý do thì quyết định là quán đầu tiên, ngày thứ hai là quán này, ngày thứ ba. Rồi vậy là chọn quán này. Chị hướng nhân viên nói là quán này sẽ là quán ngon. Rồi trễ quá rồi. Hiện tại thì cái quán mà mình mới vừa vô nó đã đóng cửa rồi. Vì quá trễ. Là sẽ đi lang thang kiếm nhà hàng khác đi ăn. Đây là tháp Kyoto Tower. Con dâu ngủ rồi. Yeah, quán kia đã đóng rồi, đi qua quán này ăn. Cái này xíu hồi mình nướng nha. Rồi cả nhà mình ăn nha. Đâu rồi cả nhà ơi? Cả nhà ơi. Giờ đây ạ. Cả nhà ơi. Chuẩn bị nè. Lên đường. Đây là nơi đâu ạ? Đây là nơi Fushimi Nari. Yeah. Mình mua về thì hai con ngươi nó chưa có nha, chỉ có màu trắng thôi. Nhưng mà mình mua về mình phải vẽ vô trong đây một con mắt. Ở con ngươi ở đây, đây là một cái nơi, cái gọi là mình mua về mình nguyện vọng một cái gì đó. Khi mà nguyện vọng mình thành công rồi, giống như là mấy bạn học hành gì đó, vô đại học tốt nghiệp gì đó, đã học xong rồi phải vẽ thêm một con mắt nữa. Con này là cũng mới định hình, mới gọi là đang là đại học thực tập nè. Đây, con này đã xong rồi nè. Tức là họ cầu nguyện được thành công tốt đẹp. Còn con nào mà nó chưa nguyện vọng, nó chưa thành thì nó vẽ ăn con, còn con để nguyên. Mà nhìn con, cái con lực địch này là coi như là vẫn còn mà một con là mình biết nguyện vọng của người ta đang cầu nguyện nha. Hồi nãy sai lầm nha. Đây là các bạn cáo. Cáo mọi người ơi, này không phải mèo đâu. Mọi người sẽ thuê kimono để chụp hình.
Bây giờ mình sẽ đột nhập hậu trường. Chị lên đây. Lễ rước kiệu. Phố cổ xong là về tắm thay đồ đi ăn. Giờ đang ngồi đại bàn.